Một năm trở lại đây, những người dân sống tại tầng 9 tòa L3, trung cư Le Grand Jardin, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội, luôn phải sống trong tình cảnh nơm nớp lo sợ, bất an vì hàng xóm của mình thường xuyên la hét, cầm dao đi lại tại hành lang. Sau đó, rạch tường, rạch cửa nhà một số căn hộ và ném dao từ trong căn hộ của người này ra lối đi chung. Một số gia đình có con nhỏ còn phải mang con đi gửi vì lo sợ. Số khác thì bị bất ngờ khi bị khiêu khích, lấy dao cào cửa dù chưa gặp cũng như chưa tiếp xúc với cô gái này. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Đây là những hình ảnh xảy ra vào ngày 31 tháng 1 khi cô gái này cho rằng hàng xóm đã làm mồn. Đây không phải là lần đầu tiên vụ việc như thế này xảy ra, mà nó đã xảy ra được gần một năm nay nhà có hai con nhỏ sống cùng tầng lại đối diện nên người phụ nữ này luôn phải sống trong tình cảnh bất an vì an toàn của những đứa trẻ. 365 ngày lúc nào cũng chỉ dám đóng cửa và gần đây chị còn phải mang con đi gửi. Từ đầu năm 2022 khi mà đỉnh điểm là cái ngày mà bạn ấy ở trong nhà bạn ấy ném dao ra ngoài hành lang thì cũng bên em cũng có báo cáo và xuất từ cái thời điểm đó thì cư dân cũng thấy rất là bất an. Đặc biệt là như nhà em sống đối diện thì con cái khi đi về tức là 365 ngày là đóng cửa, không dám mở cửa ra kể cả mùa đông hay mùa hè và mọi thứ sinh hoạt thì bị rất là hạn chế, giống như là biết là bạn ấy bị kiểu như là bị ám ảnh về tiếng ồn ấy nên là khi mà đi ra đi vào là rất là phải nhẹ nhàng rồi thế nhưng mà cái cách âm cũng không được tốt lắm thì nhiều khi bạn ấy thậm chí khi mà không có một tiếng động nào cả bạn ấy vẫn có bị ám ảnh trong đầu bạn ấy là có ai đó đang đang làm ầm để mà làm phá hoại bạn ấy Nhà em mới có con nhỏ nữa, hai đứa nhỏ thì không bao giờ dám cho cháu đi ra ngoài, à, hành lang để chơi. À, nó ảnh hưởng trực tiếp thực sự là rất là lớn. Mà ngay cả cái đến hôm mùng 4 là cái hôm mà xảy ra sự vụ như vậy thì từ sau hôm đấy thì nhà em lúc nào cũng ở trong cái trạng thái là lo lắng, không biết là bạn ấy có thủ hẳn gì hay không hay bạn ấy có thể làm cái hành động nguy hiểm hơn hay không. Đấy thì cả gia đình giống như vợ chồng cũng mất ngủ, mất ngủ mấy ngày rồi con gái nó bị ảnh hưởng về tâm lý. Mỗi ngày đi làm về thì con nó thường hỏi là mẹ ơi cô ấy tại sao lại như thế? cô ấy cầm dao như thế con sợ, cô ấy đã đi chưa mẹ? Thật sự là một người làm mẹ mà thấy tâm lý con cái mình bị ảnh hưởng như thế em rất là lo. Không sống cùng tầng, cũng không hề biết về cô gái này. Tuy nhiên chàng trai này vào chiều mùng 3 Tết bất ngờ nhận được tin nhắn của cô gái, sau đó mùng 4 khi quay trở về nhà thì anh thấy tranh treo ngoài cửa đã bị xé rách và có vết dao cào cửa cùng những dòng chữ viết bậy trên cửa nhà mình thì có báo có nhắn cho mình là chị xuống cào cửa nhà em xong rồi đấy em xem có đẹp không và gửi có chụp thêm một cái uh, uh, file excel về cái thông tin của một số căn thì uh, mình cảm thấy cái hành động này nó khá là bức xúc cũng như là khá là liều lĩnh đối với 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 chung cư của mình đang sinh sống mình có lên để cùng với bên an ninh ấy, với bên quản lý lên để hỏi cũng như là để làm rõ sự việc với cả cái bạn gây ra cái, cái cái hành động như vậy với nhà mình ấy. Thì bạn ở trong nhà không nhất cứ không mở cửa và có những cái lời lẽ chửi bới, rất là thô tục. Mình cũng không hiểu lý do, nguyên nhân gì mà bạn nên lại hành động như vậy. Hầu hết các cư dân tại đây đã làm đơn gửi ban quản lý cũng như công an phường để được giải quyết, nhằm đảm bảo an toàn cho gia đình cũng như giúp đỡ cô gái này. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm được giải pháp thích hợp. Hiện ban quản lý đã cử một nhân viên bảo vệ trực tại tầng 9, nhưng vẫn không thể khiến cư dân an tâm. À, cư dân thì chỉ có được trao đổi là thôi nên hạn chế tiếp xúc với bạn ấy, à, tránh gặp bạn ấy hay là cẩn thận để ý khi mà ra ngoài mà có bắt gặp bạn ấy ở hành lang hay trong thang máy. Nhưng mà tại vì sinh sống cùng một tòa nhà lại mặt đối mặt như thế nên bảo cái việc mà tránh hay là cẩn trọng thì rất là khó. Qua sang Minh, hoàn cảnh gia đình của cô gái này rất éo le. Hiện cô đang sống với mẹ già bị tai biến và phải chăm mẹ một mình người bố đã mất hiện tại không còn thân nhân nào ở hà nội hiện cơ quan công an đang cho xác minh tìm kiếm thân nhân của cô gái để có phương án xử lý tiếp theo